Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, xác nhận có việc nhân viên Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao dùng sơn xịt để tạo màu xanh cho mặt sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang trước trận Khánh Hòa gặp Sông Lam Nghệ An chiều ngày 26 tháng 12. Theo vị này, mặt sân 19 tháng 8 đủ tiêu chuẩn để trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, trước khi trận đấu diễn ra, giám sát trận đấu có đề nghị Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao mua sơn xịt một vài chỗ cho có màu xanh để cho có hình ảnh đẹp trên truyền hình. Về màu sắc mặt sân không đẹp, ông Thanh cho biết, do mưa to nên sau trận đấu trước đó mặt sân bị lồi lõm, trung tâm đã bù các phù sa ở những vị trí bị hư hỏng, đặc biệt là khu vực vòng tròn giữa sân, sau đó cho máy lưu lại mặt sân cho bằng phẳng, những vị trí nhìn như cỏ úa là chỗ được bù cát trước đó. Vị này khẳng định thêm, luôn đảm bảo chăm sóc mặt sân 19 tháng 8 tốt nhất để không ảnh hưởng đến các trận đấu.